qua. Vỗ tay các bạn lùi lại các bạn ơi. Vỗ tay đây đâu đây đâu. Chú Thanh Điền rồi, chú anh chị. Đó, bây giờ anh tự đi một vòng tròn nha. Đi ngược lại các bạn ơi. Đó, bây giờ tay đâu, nhẹ cho một lần nữa đi chú nha. Ủa, chú cô. Ồ, thầy cô. Cô đi với chú Điền hả? Dạ. Dạ, em. Ủa, vô đi ơi. Quay hai máy ấy. Bỏ tay. Bỏ tay. Bây giờ hai bạn sẽ nắm tay nhau xây vòng tròn nha các bạn ơi. Hai bạn nắm tay nhau xây vòng tròn nha. Đúng rồi, mình nắm tay nhau mình xây vòng tròn tại chỗ luôn. Đúng rồi. Dạ rồi, mấy ơi. Một, hai, bắt. Dạ rồi. Rất là đông. Dạ, mọi người ơi, cho một chục cái. Dạ rồi, mình xích qua bên đây một bước. Dạ rồi, má xích qua một cách. Dạ rồi, ok. Rồi, con chụp nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quýnh mơ. 1, 2, 3. Dạ rồi, trời. Dạ rồi, mình. Dạ rồi, máy ở đây nha. 1, 2. Rồi, 1, 2, bắt. 1, 2, bắt. Dạ rồi. Dạ rồi, 4 người. Rồi các bạn nhỏ ơi, như bây giờ các bạn nhận quà xong rồi thì chúng ta vui lòng di chuyển về cái chỗ thôi. Và các bạn cứ thấy chú Hề đang đứng ở khu vực bên ấp Âm Loa nào thì chúng ta cứ đến để nhận bông bóng hoàn toàn miễn phí. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, chúng ta khoảng
ít phút nữa thôi. Và chương trình 7 giờ 19 giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Nên là bây giờ xin mời quý vị ở phía bên kia chúng tôi có quầy nước, quý vị có thể gọi nhân viên hoặc là mình trực tiếp đến để có thể kêu nước uống hoặc là đồ ăn ở phía bên góc tay trái của quý vị. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời và chúng ơi. Và một lần nữa thì nước uống ở phía bên tay mặt được. Xin mời quý vị chúng ta có thể di chuyển về khu vực này rồi đó để có thể tìm nước cũng như là đồ ăn cho mình. Xin trân trọng cảm ơn và sẽ mời quý vị đang có mặt ở phía cổng ra vào chúng ta vui lòng di chuyển vào bên trong thì chỉ phút nữa thôi chương trình sẽ được bắt đầu và quý vị sẽ cùng xin phép nhường lại sân khấu cho ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Rất là đông người của cô chú anh chị. Nơi đây là bán nước uống ha. Xin lỗi. Sao kia có một à? Chỗ này là anh cột chèo với lại anh xuân dừa của chú anh chị. Nhà có cần cái này lên không ạ?
là đông, bà con cô bác đang đến rất là đông luôn quý anh chị. Ở ngoài kia thì anh Khương vừa đang chụp hình với lại khán giả. Chỗ đây thì chú Thanh Điện đang trò chuyện tâm sự với mọi người. Xe của Clement của chú anh chị. Clement chiếc xe có dáng nhục mắt Sài Gòn. Quý bà con cô bác anh chị bây giờ chỉ còn một tí xíu nữa thôi là mình bắt đầu chương trình ca nhạc tối nay. Dạ xin cảm ơn quý bà con chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian đi đường xa để tới đây ủng hộ cho anh Khương rồi xem chương trình ca nhạc. Hiện giờ là có một số bà con mình chưa có ghế. Dạ, hiện giờ là em mới đặt ghế về, là ghế đang ở ngoài luôn. Mình có thể vui lòng cử người nhà mình ra ngoài để lấy ghế cho mình ngồi cho nó đầy đủ nha. Dạ, ghế mới vừa trở về rồi. Dạ, cái thứ hai là hiện giờ cái số lượng nhân sự với lại số lượng người ở trong hội quán của mình khá đông. Nên bà con cô bác mình vui lòng tự giữ luôn mấy bên trang cá nhân à. Dạ, đặc biệt là điện thoại, ví tiền. Tại vì bây giờ rất là đông người. Và cái thứ hai là ngoài giữ tài sản thì mình nhớ giữ các em bé con của mình để nhanh cho chú anh chị. Dạ tại nãy giờ em thấy cũng nhiều cô chú đi tìm con lắm á. Dạ cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Mình tranh thủ mình uống nước, mình đặt đồ ăn để xíu nữa mình có thể xem chương trình ca nhạc nha. Con cảm ơn ạ. Sao con ngồi đây? Đông quá hả? Dạ. À, nghệ sĩ Châu Thanh. Châu Ngọc Tiên của chú anh chị. Phía bên kia là con của ổng á. Dạ rồi, dạ mình bước qua đây một bước luôn nha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, mọi người ơi, 1, 2, 3. Dạ rồi. Giới thiệu bà con cô bác, danh ca Chí Tâm và nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp của công ty cô bác mình đi nha. Dạ. Chí Tâm ca Chí Tâm. Ở ngoài trẻ quá trời luôn. Dạ. Dạ rồi. 1. Dạ rồi anh nhìn em nha. 1, 2, 3. Dạ rồi. Ở ngoài trẻ. Dạ rồi.
quỳ cho cái là lát nữa mà đêm nay bắt đầu á thì mình sẽ coi tiếp ở trên họ bò của anh Phương rất là đẹp nha, họ bò còn tiền cũng vừa làm như ra. À, chụp chỉ lại nghệ sĩ Chí Tâm cho chú anh chị. Rồi muốn đồng sở hữu đi dắt đi Nguyễn Quyên Bình Anh nè. Chụp Bình Anh. Đó. Quá đẹp rồi. Cảm ơn. Để em chụp giùm cho chị. Được không? Được, ngược lại. Video qua ảnh mới được. À, có cho anh chị không? Tại đây là rất là thường ha. Rồi, cảm ơn. À, nghệ sĩ Chí Tâm. Rất là đông mà của chú anh chị. Mấy anh em YouTube đang quay đây. Dạ, xin chào quý bà con cô bác anh chị. Dạ, bây giờ là phút 89 rồi, chuẩn bị một tí xíu thôi là mình đến được cái lô thứ 99. Dạ rồi, đây nha, đây nha. Xuống dưới ăn chở bà con, bà con cô bác mình giữ gìn dùm em điện thoại, ví tiền và những cái tư trang cá nhân nha. Bởi vì bây giờ là rất là đông người. Dạ, mình cẩn thận dùm em, cách tính nhau dùm em nha. Cái thứ hai là hiện giờ ghế đã về rất là nhiều, mình có thể thay cho em một mét lớn để lấy thêm ghế. Để cho ai cũng có chỗ ngồi, ai cũng xem được cái chương trình mình vui nha. Dạ, ở giữa mình xích vô giùm em đi chị. Dạ, mình giúp em đi giờ vô một xíu. Dạ, ngồi xích vô nhau giao lưu cho nó vui. Dạ, ai đưa anh đi lên hả? Ok, dạ, ok, dạ. Cái khúc sau mình ngồi sát sát vô nhau giùm em đi. Dạ, tình thương mến thương, ngồi ngồi gần nhau một xíu để bà con mình có chỗ ngồi. Dạ rồi. Rồi, tư trang cá nhân của mình là mình lúc nào cũng giữ giùm em nha. Dạ rồi, bà con cô bác này mình nhờ nhau ngồi xích vô một xíu đi. Dạ, để cho có cái đường đi cho nó có chuyện gì đó thì mình di chuyển cho nó dễ. Rồi, dạ ngoài giữ tư trang cá nhân thì mình giữ luôn em bé con của mình luôn nha các anh chị. Chứ nãy giờ em thấy nhiều cô chú anh chị là các bé đó. Rồi con kiếm ai đây? Dạ rồi, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hiện giờ thì cô chú anh chị nào chưa có nước, mình nào vui lòng mà mình đang ở đời lấy lúc người người em đi để xíu nữa, lúc mà chương trình mình diễn ra đó mình di chuyển đó, thì sẽ được lên mức chỗ ngồi á. Nên giờ mình ở đời trước thì mình chịu chút nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, lưu ý là giữ gìn tư trang cá nhân và những gì con em